Phản ứng của Nga khi Mỹ định gửi bom chùm cho Ukraine Kể từ khi xung đột nổ ra, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine nhiều loại khí tài. Hiện tại, Mỹ đang lên kế hoạch gửi bom đạn chùm cho Ukraine nhằm giúp Kiev đối phó với Nga trong cuộc phản công. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho biết việc Mỹ cung cấp bom đạn chùm cho Ukraine là một động thái làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. Đây là một bước đi khiến xung đột leo thang, ông Nebenzia nói trong một cuộc họp báo. Trước đó có thông tin cho rằng, Mỹ có thể thông qua việc cung cấp bom chùm cho Ukraine ngay trong tuần này. Theo luật pháp Mỹ, Tổng thống Joe Biden phải ký giấy miễn trừ của Tổng thống để cho phép xuất khẩu những khí tài gây tranh cãi, loại bom có thể gây nguy hiểm cho dân thường. Tổ chức theo dõi nhân quyền HRW có trụ sở tại Mỹ đã kêu gọi chấm dứt việc sử dụng bom chùm trong cuộc xung đột tại Ukraine và yêu cầu Washington từ chối lời kêu gọi của Kiev về việc cung cấp loại khí tài này. Mối nguy hiểm từ bom đạn chùm là có thật, Bom đạn chùm là khí tài do pháo, rocket, tên lửa và máy bay phóng ra giữa không trung và phân tán hàng chục hoặc hàng trăm quả bom nhỏ trên một khu vực rộng, có kích thước bằng một hoặc hai sân bóng đá. Việc sử dụng chúng giống như một tội ác, tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết. HRW ước tính rằng bom chùm mà Mỹ đang cân nhắc gửi tới Ukraine đã hơn 20 năm tuổi. Chúng phân tán trên một khu vực rộng lớn và có nguy cơ gây ảnh hưởng tới dân thường trong nhiều năm. Vào tháng 2, bên lề hội nghị Munich, Bộ trưởng Cơ sở Tổng Ukraine Oleksandr Kuprakov đã yêu cầu các đồng minh cung cấp bom chùm, loại bom bị cấm ở nhiều quốc gia theo công ước về bom chùm CCM. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba nói rằng nước này không phải là một bên ký kết công ước và cho rằng việc chuyển giao loại khí tài này cho Kiev có thể được thực hiện về mặt pháp lý. Do có khả năng gây hại cho dân thường, hơn 123 quốc gia đã phê chuẩn công ước năm 2008 cấm sử dụng, sản xuất, tăng trữ loại khí tài này. Tuy nhiên Mỹ, Ukraine và Nga không nằm trong số các nước đã ký hiệp ước.